Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như là giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh, dạn hạ thủy, ngày Bính Tý, tức chi khắc với can, có nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hung các bạn nhé. Về nạp âm, dạn hạ thủy, kỷ tuổi, canh ngọ, mậu ngọ, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tí, lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, có tuổi canh ngọ, mậu ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ mão, đinh mão, tân mùi và tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao thiên quan, tốt mọi việc, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần tất thất sát đó. Về các sao xấu trong ngày cũng có như là sao thiên lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao hà khôi, cậu giao, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao vạng vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công và động thổ các bạn nhé. Và đặc biệt, ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Chính Đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang phải chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý sẽ phải đối diện với nhiều cái điều không như ý muốn trong sự nghiệp của mình nhé. Ngày này đối với những người đang giữ ở cái vị trí lãnh đạo, bạn sẽ phải chịu cái sự nghi ngờ, chỉ trích và thiếu đi cái sự tin tưởng của cấp dưới nữa đoạn. Nếu là người làm công ăn lương thì bạn tuổi Tý bạn đang có cái điểm báo mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn bè xung quanh nữa nhé. Và bạn tuổi Tý bạn cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết mọi cái vấn đề một cách có tình, có lý nhất có thể. Cái sự nóng giận sẽ càng đưa mọi việc vào cái bế tắc hơn với bạn đó. Và trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, bạn lại đang gặp ngày có thủy vượng,
Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là các bệnh về xương khớp với người già và dân văn phòng nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn không nên ngồi làm việc quá lâu mọt chỗ mà thỉnh thoảng bạn nên đứng lên để thư giãn, vận động bạn tuổi Tý nhé. Đặc biệt trong cái ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Dân gian ta thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay với bạn tuổi Tý không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại như là xuất hành, ký kết hợp đồng bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, công việc không như ý. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, chịu sự nghi ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tránh mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, không nên nổi nóng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, bạn cần phải chú ý sức khỏe đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, cho nên công việc với bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay được tiến triển vô cùng là suôn sẻ nhé. Và bạn tuổi Sửu, nếu như gặp bất cứ vướng mắc gì trong ngày, bản mệnh nên hỏi cấp trên và đồng nghiệp để có thể tìm ra được những cái hướng giải quyết dễ dàng nhất cho mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được cái sự hài hòa, giúp cho mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình nữa rồi nhé. Và với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn quyết định hợp tác làm ăn với những người như vậy, bạn sẽ có thể gặt hái được những cái thành quả xứng đáng, rất chi là ngưỡng mộ trong tương lai của mình nữa đó. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này nhắc nhở cho bản mệnh tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện nhiều hơn với cái nửa kia của mình. Dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho cái sự nghiệp của mình trong cái thời gian này, cho nên quên mất đi cái sự tồn tại của người ấy. Và bạn tuổi Sửu, bạn nên hiểu rằng dù có nhiều tiền bạc đến mấy đi nữa thì cũng chẳng đổi được tình cảm đối với bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn bắt buộc phải đi xa thì nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông, để hạn chế cái rủi ro cho mình nhé. Và trong cái ngày này đối với bạn tuổi Sửu là ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, trăm sự đều kỵ. Chính vì vậy mà bạn tuổi Sửu không nên tiến hành những cái công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, mở kho, ký kết hợp đồng bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, công việc suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, được sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, tìm được người cùng chí hướng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, hợp tác thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, lạnh nhạt với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường
màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang có được báo hiệu cái tin vui về tiền bạc trong ngày nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang có được thực thần trợ mệnh, cho nên hôm nay là ngày với bạn tuổi Dần thu được cái thành quả sau cái quãng thời gian cố gắng rất chi là dài vừa qua của mình nữa rồi. Được. Bạn tuổi Dần, bạn mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mình nhận được trong cái ngày hôm nay nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Và đặc biệt trong cái ngày thứ tư này, đối với những bạn hành nghề tự do thì có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng luôn. Những cái quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn đã giúp cho bạn nhận được cái kết quả hiện tại như ngày hôm nay. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy tự tin hơn nữa trong tương lai của mình nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần, bạn là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay là nữ, bạn cũng hiểu rằng cái việc duy trì một gia đình hạnh phúc là cái việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là của riêng bất cứ ai đối với bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, ngày này là ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Chính vì vậy mà bạn tuổi Dần trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhé. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để hạn chế cái rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy có tin vui về tiền bạc, tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa nhận được thành quả, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ quyết định đúng đắn, tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc chăm lo cho gia đình, tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim tự tin hơn nữa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo rất dễ gây mất lòng người khác nhé. Và bạn tuổi Mão, bản mệnh quá tự tin vào cái khả năng của mình, khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân, cho nên chẳng biết tôn trọng mọi người xung quanh mình nữa. Khi bạn tuổi Mão muốn đánh giá về người khác thì bạn nên chú ý cái sự sử dụng những cái ngôn từ uyển chuyển, tránh cái việc gây tổn thương cho người nghe nhé. Cho dù bạn có góp ý một cách đầy thiện ý đi chăng nữa, nếu truyền đạt không được tốt thì cũng sẽ gây phản tác dụng cho bạn. Và trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp ngày thủy sinh cho mộc. May mắn là bạn mệnh có được một người rất chi là tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Có cái điều gì khó chịu thì không nên giữ ở trong lòng bạn tuổi Mão nhé. Cái điều này có thể gây cho bạn cái tình trạng căng thẳng, stress mà bạn cần phải giải tỏa cho tinh thần của mình được nhẹ nhõm hơn bạn tuổi Mão nhé. Đặc biệt trong cái ngày thứ tư này, tức là ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5,
14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Chính vì vậy mà bạn tuổi Mão không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại nhá. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy dễ gây mất lòng, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa nói năng không suy nghĩ, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ nhìn xa trông rộng, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc quá mức kiêu ngạo, tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim tâm sự với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn, cho nên cái vận trình của bạn đang được cái sự nâng đỡ của quý nhân, và bạn tuổi Thìn bạn cảm thấy có được cái sự hăng hái trước khi bắt tay vào bất cứ cái công việc nào trong ngày nữa đó. Tuy nhiên ạ, cái điểm yếu của bản mệnh tuổi Thìn trong ngày này là không thể duy trì được cái hứng thú trong một cái khoảng thời gian dài với mình khi làm việc của bạn nhé. Và bạn tuổi Thìn ạ, bạn hãy nhớ rằng một khi đã quyết tâm làm một cái việc gì đó thì nên cố gắng kiên trì cho đến cùng, bởi cái sự kiên trì sẽ đưa bạn tới cái sự thành công. Còn nếu như bạn chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời thì bạn sẽ mãi mãi chẳng hoàn thành được cái công việc nào nên hồn cả đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thìn và nửa kia của mình không được quá yên bình trong ngày hôm nay nhé. Và mỗi khi có cái vấn đề gì đó xảy ra, bạn tuổi Thìn bạn cần phải thật sự bình tĩnh để lắng nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn tán vào ra một chiều như vậy bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn cũng là ngày Nguyệt Kỵ mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Chính vì vậy mà bạn tuổi Thìn trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn hai cái hướng tốt: hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông, để hạn chế cái sự rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa hăng hái làm việc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ cả thèm chóng chán, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc cần kiên trì hơn, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim mâu thuẫn với nửa kia, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy bạn cần học cách lắng nghe đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 2-3 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tỵ bạn đang có được những cái cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những ai đang làm cái những cái công việc tự do. Nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt cái thời gian qua, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được một cái phần thưởng xứng đáng với mình rồi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất chi là phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, bạn lại có một cái tật xấu, đó là hay ba hoa khoác lác về bản thân mình, và
và bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có kiêu ngạo như vậy nữa, hãy khiêm tốn hơn để học hỏi những cái điều từ mọi người xung quanh nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Tỵ nên quan tâm tới cái gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho cái sự nghiệp của mình như vậy. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, còn một khi tình cảm đã phai nhạt thì bạn khó có thể bù đắp lại được lắm đó bạn tuổi Tỵ nhá. Và đặc biệt trong cái ngày 14 tháng 8 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ trong sự đều kỵ. Chính vì vậy mà bạn tuổi Tỵ trong ngày này không nên tiến hành làm những cái công việc trọng đại, kể cả cái việc xuất hành, ký kết hợp đồng cũng không thuận với bạn đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa nhận được phần thưởng, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ làm việc chăm chỉ, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc bạn cần phải khiêm tốn hơn, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim quan tâm hơn đến gia đình, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy coi trọng sự nghiệp nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên với bạn tuổi Ngọ, bạn đang trở nên rất chi là dễ nóng nảy, và bạn tuổi Ngọ, bạn không biết cách tiết chế cái cảm xúc của mình nên thường hay nói hoặc là có những cái hành động không hay gây ác cảm với mọi người xung quanh nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, cái mối quan hệ xã giao, bạn mệnh có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới lại quan tâm đến mình. Nhưng hôm nay không phải là một ngày thích hợp để cho bạn tuổi Ngọ phát triển cái mặt tình cảm. Bạn cần phải chú ý giữ gìn cái khoảng cách cần thiết với mọi người bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Ngọ rất tốt để làm tất cả mọi việc. Nếu như bạn có kế hoạch ấp ủ trong suốt cái thời gian qua thì bạn mệnh nên nhân cái cơ hội này để thực hiện ngay, rồi kết quả sẽ tốt đẹp với bạn bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim dễ nổi nóng, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy gây ác cảm cho mọi người, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa gặp đào hoa xấu, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ giữ khoảng cách với người khác, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc bạn cần thực hiện kế hoạch đó. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này gây ra cái sự tác động xấu cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay nhé. Và đặc biệt là trong công việc của bạn tuổi Mùi sẽ gặp nhiều trở ngại đó. Và bạn tuổi Mùi, những cái suy nghĩ, những cái hành động bốc đồng của bạn khiến cho bạn vô ý đắc tội với kẻ cựu tiểu nhân trong ngày nữa nhé. Với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải
cẩn thận hơn vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng của bạn nữa đó. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi với người thân cũng không được mấy hòa hợp, do đôi bên có những cái quan điểm khác biệt nhau. Chính vì cái lẽ này mà tình cảm đôi bên dần xa cách, thậm chí không hề nghĩ đến cái việc quan tâm và thấu hiểu cho nhau nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, nếu như bạn có cái ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn mệnh nên chọn cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Đây là hai cái hướng tốt giúp cho cái công việc của bạn trở nên được suôn sẻ và thuận lợi hơn, và cũng tránh những cái tiêu cực ảnh hưởng đến mình nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, tình cảm lạnh nhạt. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn cần phải cẩn thận khi làm việc nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân với người thân trong gia đình vô cùng là tốt đẹp nhá. Và bạn tuổi Thân, bạn luôn dành thời gian để quan tâm đến những cái suy nghĩ, đến những cái cảm nhận của nửa kia. Nhờ thế mà đôi bên lúc nào cũng có được cái sự thấu hiểu và bao dung cho nhau nữa rồi. Và bạn tuổi Thân, nếu như bạn muốn hâm nóng lại tình cảm của đôi bên thì bạn mệnh cũng có thể tổ chức những cái buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi cái dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất chi là thoải mái, cái mái nhà nhỏ của mình cảm thấy được hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây nhớ bạn tuổi Thân nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Thân sẽ tạo dựng được cái uy tín của mình trong sự nghiệp ngày hôm nay nữa đó. Với bạn tuổi Thân, nhờ có được cái đầu óc thông minh và sáng tạo của mình, bạn có thể đưa ra được những cái phương án giải quyết những cái vấn đề mới lạ và nhận được cái sự ủng hộ của đông đảo mọi người nữa rồi đó bạn tuổi Thân nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi, và bạn cũng nên chú ý là xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này bạn cầu tài lộc, khai trương, mở kho đều gặp được những cái vận may, bạn có được cái vận quý nhân giúp đỡ và ký kết hợp đồng cũng được thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, bạn quan tâm nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, nên hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, tạo dựng được uy tín. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, bạn suy nghĩ sáng tạo nữa rồi. Đúng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải cực kỳ thận trọng trong công việc vào cái ngày hôm nay, do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tương phá gây ra cho bạn. Và bạn tuổi Dậu, bạn không được chủ quan bởi rất có thể bạn sẽ phải gặp trở ngại trong những cái vấn đề về công việc bạn tự như là đã hoàn thành trong tầm tay đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh cũng cần phải để ý đến những người xung quanh mình nhiều hơn bởi rất có thể quanh bạn đang có kẻ ném đá giấu tay. Trường hợp xấu nhất là vướng phải rắc rối và bạn mệnh tuổi Dậu cũng nên cần phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết chứ không nên bực bội nóng nảy bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang có được những cái suy nghĩ cởi mở hơn. Và bạn tuổi Dậu, bạn cũng đừng có giữ mãi những cái tư tưởng bảo thủ, trì trệ, thậm chí là bằng lòng với thực tại của mình bạn tuổi Dậu nhé. Nếu như bạn tuổi Dậu bạn muốn phát triển thì bạn cần phải học hỏi mọi người xung quanh rất chi là nhiều nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy gặp kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa chú ý xung quanh, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ suy nghĩ cởi mở hơn, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc bạn cần học hỏi mọi người, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim bạn giữ cái sự bình tĩnh cho mình nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi Dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay không được mấy tốt đẹp. Và bạn mệnh tuổi Tuất có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo xua xuya để kiếm lợi ích cho mình, và bạn tuổi Tuất bạn cần phải hết sức tránh những người như thế này nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe những cái suy nghĩ của nửa kia. Với bạn tuổi Tuất, bạn cũng không nên áp đặt những cái suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những cái ý kiến của bạn đã là đúng đắn bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Tuất cần phải tránh đối đầu trực tiếp với cấp trên của mình. Bạn có thể phải tạm thời chấp nhận thực tại và chờ đợi một cái thời cơ khác thích hợp để thể hiện cái quan điểm của mình bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tuất đang có cái điểm xấu, vì vậy không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải bắt buộc đi xa thì nên chọn cái hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này đi ra thì không có người giúp đỡ, có cái điểm báo cãi cọ, thị phi và tai nạn bất ngờ có thể xảy ra với bạn nữa đó bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa tránh xa kẻ giả tạo, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ lắng nghe nửa kia, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc không nên áp đặt, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim mâu thuẫn với lãnh đạo, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy tạm thời chấp nhận hiện tại độ. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ,
Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi, bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi hợi, bạn tính thật thà, tốt bụng, dễ dàng xây dựng được cái mối quan hệ xã giao, có được cái sự hài hòa, tốt đẹp trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn nhận được cái sự yêu mến và tôn trọng của người khác vì bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có ai đó gặp phải khó khăn nữa rồi. Đó. Bạn mệnh tuổi hợi trong ngày thứ tư này còn có được cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày. Quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái phương hướng chính xác cho nghề nghiệp trong tương lai của mình. Đồng thời có những cái hướng đi giải quyết cái vấn đề hiện tại một cách rất chi là hiệu quả nữa. Đó. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn tuổi hợi, bạn cần phải chú ý hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những cái dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bộn bề bạn tuổi hợi nhé. Bạn cần phải sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, sắp xếp lại công việc, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đúng giờ giấc để tăng thêm sức khỏe cho mình để tiếp tục cho công việc đạt hiệu quả hơn bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, xã giao hài hòa. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, thật thà, tốt bụng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, bạn cần phải chú ý sức khỏe đó. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.